đang ngồi bán hàng, một người phụ nữ may mắn thoát chết trong gang tấc khi một chiếc xe ô tô mất lái đâm vào cửa hàng thuốc. Sự việc này xảy ra tại một cửa hàng bán thuốc thú y trên đoạn đường thuộc địa bàn xã Tân Xuân, Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An, khiến cho nhiều người hết sức hốt hoảng. Cụ thể, theo camera nhà dân ghi lại, khi đang ngồi bán hàng, người phụ nữ đã bị một chiếc ô tô 7 chỗ đang di chuyển trên đoạn đường trên lao vào tiệm, hút thẳng vào người. Nhưng may mắn, dân ngồi sau quầy thuốc nên cú đâm chỉ khiến người phụ nữ này ngã ra sau, rồi chị nhanh chóng nhảy ra khỏi hiện trường vụ tai nạn.